few moments later. Không biết ông có gì đâu mà chơi không, cứ đòi bỏ thôi. Hai cái cô luôn. Kìa. Thay nổi xé dắp lửa nhỉ. Không cần đeo ke nó thì sạ mà. Ngồi nó hùa các bạn. Hợp lý quá các bạn ơi. Nhà đẹp chơi chưa ta? Nhà đẹp chơi chưa nhỉ? Lóc con này lên của mình nữa. Hay quá, cầm đánh hay quá, nhưng mà tôi áo kháng nhiều quá. Cầm đánh cũng hay, nhưng mà áo kháng tôi nhiều vãi lùi áo kháng nữa. Chưa đi nữa. Mà làm con đi lần 2 các bạn ơi, chắc không tham đi hình 2 đâu. Đi hình 3 đâu rồi. Mình nuôi team mobile với lại là mấy con 5 tiền hay sao được. Đi đi à, tại vì không có spot cho vào ấy các bạn ơi. Rồi, ok. Ok, chắc là như vậy là ok rồi. Có IV được rồi các bạn ơi, không cần quá nhiều đâu rồi. Hai bây giờ từ từ các bạn ơi, hai bây giờ không có cần đánh đâu. Tại vì mấy nhà này họ đang bay nhiều ấy. Nhà này thì mình không sợ rồi. Không cần tham nhiều lắm các bạn ơi. Hai mình lấy cường ID với lại đến nó mình team MOBA mình nghĩ là ăn rồi đấy. Nhà team MOBA mình dám lên được. Tại mình chưa có gửi bên 2 mà. Nhà này mình ăn rồi. Chồng chết chưa? Chưa chết rồi. Ui ôi, mạnh đấy. Má giờ tôi thấy tầm quan trọng của việc khổng lồ các bạn à. Úi dồi ôi. Hay là muốn hộ pháp vậy? Hay à. Mình có thật sự cần bí ẩn không ta? Bây giờ mình nghĩ là bỏ cái này ra này, cho Yone vào này. Ok. Thank you.
Thôi rồi, tin lại thôi, tin lại thôi, tin lại thôi, tin lại thôi. Nghe Châu chơi hay lắm rồi, nhưng mà tôi chó đỏ hơn, tôi gần được con Resident 2.